Một buổi sáng thật đẹp trời bên bờ hồ Xuân Hương, Đà Lạt, thầy tọ trò chúng tôi được ngồi ngắm cảnh nhâm nhi ni cà phê Đà Lạt thật nên thơ. Chia tay với hồ Xuân Hương, chúng tôi đến tham quan dinh Bảo Đại, thăm lại một dinh thự một ông vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Có lẽ sau những địa điểm tham quan du lịch lâu đời tại Đà Lạt như là chợ Đà Lạt, hồ Xuân Hương, nhà thờ con gà, vân vân, thì dinh Bảo Đại chính là một trong những địa điểm tham quan du lịch có tuổi đời lâu năm và cũng là một trong những địa điểm được quý du khách ưa thích nhất. Đà Lạt, như các bạn cũng đã biết, là một trong những địa điểm thành phố du lịch hàng đầu hiện nay. Có thể nói, đặc trưng nhất của Đà Lạt được rất nhiều quý du khách trong và ngoài nước ưa thích. Đó chính là điều kiện khí hậu quanh năm trong lành mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, cùng với đó là rất nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Dinh Bảo Đại. Nhưng nếu như các bạn đã có dịp đến với Đà Lạt mà không thử một lần trải nghiệm, tham quan và khám phá những công trình kiến trúc, những công trình kiến trúc có từ lâu đời đã gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Đà Lạt, thì sẽ một điều cảm thấy hối tiếc. Đến với dinh Bảo Đại, được ngắm nhìn tất cả những di vật còn lại của một thời phong kiến, được hóa thân thành hoàng hậu trong cung, cũng thấy vui vui lạ lạ.
lượn quanh Đà Lạt để ghé thăm một số khu du lịch của thành phố. Rồi chúng tôi nghỉ ăn trưa tại quán cơm niêu. Nếu bạn Nương mà chúng ta sẽ có ý kiến bạn sau, thì báo cáo về thầy cô, để các anh, để các bạn này. Thì lấy sáng nay thì em cũng nói vui với lại mấy bạn là chính thức năm ngày hôm nay là không phải gọi là xưng bố, xưng ông nữa rồi. Bởi vì là chỉ có tình thầy trò và bạn bè cho nó sung sướng thôi đấy. Thì chuyến đi thăm và du lịch tham quan hai nơi Nha Trang và Đà Nẵng, tới đây là cơ bản chúng ta đã tốt đẹp, rất có ý nghĩa và để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với đại đoàn chúng ta trong thời gian năm ngày qua. Báo cáo thầy cô, thầy các anh và các bạn để có được một buổi để du lịch tình thầy trò hôm nay thực ra rất là hiếm có, cho nên nó để lại một ấn tượng rất là sâu sắc, một cái ý nghĩa rất là lớn trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thì để có được những cái thành công như thế này thì trước hết để thay mặt các bạn em chân thành cảm ơn thầy cô đã tuy rằng sức khỏe tuổi cao sức yếu nhưng rất nhiệt tình ủng hộ để tổ chức được đoàn như thế này. Và vì nếu không có thầy cô thì chắc chắn đoàn cũng ra không được chuyến đi du lịch như thế này. Cái thứ hai là em xin cảm ơn bạn Tươi, là bạn thực viên trong lớp, là bạn ấy là đã rất là nhiệt tình kết nối được thầy cô và các bạn để tham gia cái buổi du lịch này. Và cũng là bạn Tươi cũng đã góp phần bảo đảm tốt cho các cái công tác bảo đảm cho các cái hoạt động của đoàn, góp phần thành công lớn cho đoàn chúng ta thực hiện một chuyến du lịch ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn bạn Sang, là bạn cái nhu cầu thực chất mà nói là bạn rất là nhiệt tình, phải ghi nhận được cái tấm lòng của bạn Sang đối với thầy trò của chúng ta. Và chúng ta nói là với điều kiện bạn Sang là bạn ấy đã gác lại rất là mình, bạn ấy đã tham gia giúp chúng ta để bảo đảm chúng ta làm phát triển, và bạn ấy gác bỏ lại cái tình cảm gia đình mà bạn ấy đi theo đoàn suốt quá trình đấy. Chúng ta phải ghi nhận cái chân quý cái tình cảm bạn bè, tình thầy trò, tình bạn bè đối với bạn Sang. Rồi chúng ta cũng phải cảm ơn bạn gia đình bạn Nương cũng đã rất là nhiệt tình để giúp đỡ để thực hiện một chuyến đi góp phần thành công. Và em xin chân thành cảm ơn các anh Thân, anh Bích và anh Hòa. Trước hết các anh cũng đã tạo điều kiện cho bạn cũng em để tham gia. Cái thứ hai là các anh cũng được mở được cái tấm lòng để đón nhận tình thầy trò của chúng em, và các anh cũng đều hòa chung cái niềm vui chung với đại bọn. Và trong đó nhất là anh Thân rất là nhiệt tình và ghi lại những cái thông tin là những cái kỷ niệm đẹp cho chuyến đi này. Tuy nhiên trong quá trình đi nó có cái sự cố không mong muốn, tất nhiên là sẽ là biết phạt sau. Thì cũng ghi nhận được cái tình cảm của anh Thân đối với tập thể lớp, với thầy trò chúng ta. Chuyến đi này đến nay cũng là kết thúc rất là tốt đẹp, rất ý nghĩa và rất là sâu sắc, và đó là cái tình cảm tốt đẹp của tình thầy trò. Thế thì một lần cuối thì mong muốn rằng xin được kính chúc thầy cô, gia đình các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, luôn có nhiều cái thành công trong cuộc sống. Và cũng mong muốn rằng qua cái việc tổ chức này
thì mình cũng đã và tiếp tục có những buổi tổ chức đi tham quan du lịch tiếp theo cũng là có những ý nghĩa trong cuộc sống của mỗi một tỉnh Thầy Trò và đến gì đấy đấy. Trước hết phải nói là cảm ơn toàn thể các em, cảm ơn các anh đã tham gia cùng với đoàn có một kỳ tham quan đầy ý nghĩa, trong đó có những người cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được cái tình cảm rất sâu sắc. Đó là bà Tươi, là Sang, là đoàn Đắk Long, và trong đó có cả cháu Minh, tài xế cho đoàn. Phải nói là ít có một tài xế nào tận tình vui vẻ với đoàn tham quan đến như thế. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người một bữa ăn vui vẻ để chiều tối nay chúng ta bay về. Xin chúc mọi người ngon miệng. Xin cảm ơn. Thưa thầy cô, anh chị và các bạn. Có tép rang, canh cua đồng với quả cà muối. Những món ăn truyền thống thôn quê mà chúng tôi vẫn thấy ngon đến lạ, thấy ấm lòng. Vì bên chúng tôi có thầy cô, có các bạn học từ thuở thiếu thời. Vâng, sắp đến giờ chia tay, vì hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến du lịch. Chúng tôi được ở bên nhau. Những lời cảm ơn rớm nước mắt, biện rịn chia tay. Vâng, cảm ơn vì tất cả đã đưa chúng tôi đến cùng nhau trong chuyến du lịch đầy ý nghĩa và lý thú này. Chúng em cảm ơn thầy cô đã cố gắng, mặc dù tuổi đã cao, nhưng vẫn quyết tâm đi cùng chúng em. Cảm ơn các bạn đã thật tình cảm, ấm áp bên nhau trên mỗi chặng đường dài. Cảm ơn chuyến đi không bao giờ quên, để mỗi chúng tôi thêm xít lại gần nhau mãi mãi. Chuyến du lịch Nha Trang Đà Lạt của thầy trò lớp 12A3.